Ngày 9 tháng 11 năm 2024, tại sân golf Tam Đảo Vĩnh Phúc, tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức giải golf vòng tay nhân ái lần thứ 2 năm 2024 nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhi ung thư nghèo trên cả nước. Năm nay, giải đấu tổ chức tại sân golf Tam Đảo Vĩnh Phúc thu hút hơn 100 golfer là lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, tổng biên tập, phó tổng biên tập các cơ quan thông tấn báo chí, lãnh đạo doanh nghiệp, đối tác và khách mời của nhà tài trợ. Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Hồ Minh Chiến, tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam, trưởng ban tổ chức cho biết, tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, với mong muốn tạo dựng một sân chơi dành cho các nhà báo yêu thể thao, yêu thích môn golf và trên hết là có thêm cơ hội tiếp tục đồng hành cùng những số phận kém may mắn, các golfer đã chính thức bước vào đường đua đầy gay cấn, sôi nổi và kịch tính. Các golfer không chỉ thể hiện kỹ năng xuất sắc, sự tập trung và chiến thuật tài tình mà còn mang trong mình tinh thần thể thao cao thượng và một trái tim đầy yêu thương. Trải qua hai mùa tổ chức, giải vòng tay nhân ái đã tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa những người làm báo với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân. Kết thúc buổi lễ, giải golf vòng tay nhân ái đã gây quỹ cho bệnh nhi ung thư nghèo trên cả nước với tổng số tiền là 110 triệu đồng.